Tài xin gửi lời chào thân thương với tất cả những quý khán thính giả đang đến với chương trình Talk Show Thương Mại. Và lại dĩ nhiên rồi, khi đến với Talk Show Thương Mại sẽ là những khoảng thời gian mà các cơ sở, các công ty có cơ hội giới thiệu với tất cả quý vị những sản phẩm từ những công ty, từ những cơ sở đó. Và ngày hôm nay xin giới thiệu với tất cả quý vị sản phẩm Fukuiden AXCC đến từ công ty Naturepanic. Nhưng mà điều đầu tiên, xin phép cho Phú Tài gửi lời chào thân thương với người đại diện cũng là chuyên viên tư vấn từ công ty Naturepanic. Gửi lời chào tới Tina. Dạ, xin chào Phú Tài và xin chào các khán giả của đài. Thực sự phải nói là thú thật với tất cả quý khán thính giả, ngày hôm nay trong phòng studio của Talk Show Thương Mại rất là nóng. Mà Tài cảm nhận rõ ràng sức nóng này đến từ Tina đây. Mà không biết là Tina hôm nay có đem điều gì đặc biệt với tất cả những bà con cô bác đang xem chúng ta qua màn ảnh nhỏ hay không? Dạ vâng, thưa quý khán giả, là Fukuiden kết hợp với AHCC và các thành phần Mozuku, Organic Mikabu, Nấm Agarius và AHCC. Điều khác biệt của Fukuiden kết hợp với AHCC là Fukuiden với thành phần tinh khiết cao, hàm lượng Fukuiden nhiều và cộng thêm là Organic Fukuiden, sợ nấm tinh khiết và độc quyền là kết hợp thành phần với AHCC đã có nhiều năm nghiên cứu và AHCC được đề nghị cho bệnh nhân trong hơn 700 bệnh viện trên thế giới bây giờ. Vâng, thưa quý vị và quý vị nào mà đang thắc mắc rằng không biết sản phẩm Fukuiden AXCC như thế nào, ta xin được đưa ra với tất cả quý vị, đây là sản phẩm về Fukuiden AXCC của công ty Naturepanic với một cái nhãn hiệu độc quyền, đó là AXCC. Và ta xin mở ra với tất cả quý vị xem được rồi bên sản phẩm bên trong như thế nào quý vị nhé. Đây là sản phẩm bên trong của Fukuiden AXCC, nhìn rất là đẹp. Và nếu như quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc ngay bây giờ thì quý vị có thể gọi cho những người chuyên viên tư vấn của công ty với số phone dành cho những người Việt Nam, đó chính là 1888 998 9788. Vâng, thưa quý vị, khi mà quý vị nhìn thấy trên tay Phú Tài là một hộp Fukuiden AXCC. Và có một cái điều này rất quan trọng mà Tài xin được phép hỏi Tina được liền, đó là với sản phẩm Fukuiden AXCC này có gì đặc biệt hơn nữa với những sản phẩm khác trên thị trường hiện nay hay không? Dạ, trên thị trường hiện nay thì có rất là nhiều sản phẩm Fukuiden và chúng tương tự với nhau rất là nhiều và nên có rất là nhiều người bệnh nhân rất là dễ nhầm lẫn và không mua được sản phẩm mà mình muốn mua. Vì vậy thì Tina xin thông báo với các khách hàng trước khi mua Fukuiden thì xin hãy lưu ý những điều sau đây. Trước tiên là nhận biết sản phẩm chính hãng và Naturepanic Fukuiden kết hợp với AHCC đã có dán hologram trên mỗi chai. Và cái hologram thì quý vị có thể thấy ở đây, và trên mỗi chai hologram sẽ có cái logo và tên của công ty và mã số, cái serial number, nó sẽ chiếu lấp lánh vậy nọ. Dạ, và với cái mã số trên chai thì nếu quý vị có muốn kiểm tra xem là có phải sản phẩm từ Naturepanic hay là không thì quý vị có thể gọi số 1888 998 9788. Và Tina xin nhắc lại là số điện thoại là 1888 998 9788. Rồi, và còn cái điều thứ hai là gì đây? Dạ, điều thứ hai là thành phần công thức độc quyền và nghiên cứu cho thấy là Mozuku với sự tinh khiết 85% sẽ hỗ trợ tế bào cho ung thư tự chết, và còn Organic Mikabu sẽ giúp ngăn chặn hình thành mạch máu xung quanh cái tế bào ung thư, còn nấm Agarius sẽ giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, và còn AHCC sẽ tăng cường chức năng của gan. Và với những sự kết hợp của thành phần trên thì sẽ ra một công thức tốt nhất để cho hỗ trợ những người bệnh. Và Tina cũng nhắc mạnh là thêm là hiện nay trên thị trường chỉ có công ty Naturepanic ký hợp đồng chính thức độc quyền với công ty Amino Up và Chemoco của Nhật, và để cái kết hợp giữa hai thành phần của Fukuiden với AHCC, và sự kết hợp này sẽ mang lại một công thức đột phá và giúp tăng gấp đôi hiệu quả của Fukuiden. Và điều thứ ba là hàm lượng Fukuiden cao. Naturepanic Fukuiden kết hợp với AHCC sẽ có 160 viên cho mỗi chai và hàm lượng là 310 mg cho mỗi viên, và chỉ tích riêng là hàm lượng Fukuiden là sẽ có 26 gram cho mỗi chai. Điều thứ tư là Naturepanic Fukuiden kết hợp với AHCC là sản phẩm an toàn về phóng xạ và kim loại nặng, và đặc biệt là thành phần Mikabu được chứng nhận là Organic Mikabu Fukuiden. Naturepanic có giấy báo cáo kiểm nghiệm về phóng xạ và kim loại nặng và chứng nhận là sản phẩm an toàn và không bị ô nhiễm. Và nếu quý khách có thắc mắc hoặc muốn kiểm chứng các báo cáo liên quan thì có thể gọi đến số 1888 998 9788 để được giải đáp, và Tina nhắc lại là số điện thoại là 1888
998 9788. Dạ. Ừ. Rồi, trở lại với công ty Nature Medic của Croydon. À, Tài nghe công ty này rất là quen và Tài biết rằng có những cái gì đặc biệt hơn nữa từ công ty và nhất là sản phẩm phục hồi đền AXCC này, phải không Tina? Dạ, đặc biệt là năm 2017, Nature Medic phục hồi đền đã nhận được giải vàng Mold Selection. Và quý vị có thể thấy ở đây là cái Mold Selection này là một viên lựa chọn chất lượng của quốc tế tại Brussels, là một tổ chức chuyên môn đánh giá chất lượng sản phẩm về sức khỏe và thực phẩm. Vâng, thưa quý vị, xin được giới thiệu với tất cả quý khán thính giả sản phẩm AXCC phục hồi đền đến từ công ty Nature Medic. Tài cũng biết được rằng trên thị trường hiện nay thì có rất là nhiều những sản phẩm phục hồi đền. Nhưng mà nếu như quý vị đang băn khoăn rằng những sản phẩm phục hồi đền trên thị trường hiện nay sản phẩm nào tốt, Tina và Phú Tài xin hân hạnh giới thiệu với tất cả quý vị phục hồi đền AXCC đến từ công ty Nature Medic. Và bởi vì đây là một trong những sản phẩm rất đặc biệt được làm tại Nhật Bản, mà khi chúng ta nhắc tới đất nước Nhật Bản, chúng ta sẽ biết được hai loại rong biển rất nổi tiếng ở đây, đó chính là Megabu cũng như là Mozuku. À, Tina, không biết là Tina có thể giúp cho tất cả quý khán thính giả cũng như Phú Tài biết thêm về cái quá trình, cái quy trình sản xuất phục hồi đền từ hai loại rong biển Mozuku và Megabu hay không? Dạ, sản phẩm Fukuden AHCC được sản xuất tại Nhật và một trong những nhà máy có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn GMP, và sản phẩm được kiểm soát chất lượng và chặt chẽ từ nguyên liệu và đến quá trình phân phối đến tay người tiêu dùng, và nhằm đưa đến cho quý khách hàng cái sản phẩm có chất lượng và hoàn hảo cao nhất. Rồi. Để thay đổi không khí một chút xíu thì ngày hôm nay Phú Tài xin mời tất cả quý khán thính giả cùng lắng nghe những lời tâm sự của những khách hàng đã từng sử dụng qua sản phẩm Fukoden AXCC từ công ty Nature Medic. Bất cứ cái gì bạn dùng sẽ có triển vọng hơn nếu bạn có niềm tin mạnh mẽ rằng bạn có thể phục hồi bằng cách sử dụng các chất bổ sung. Khi tôi bắt đầu dùng Nature Medic Fukoden với AXCC, tôi đã có niềm tin mạnh mẽ. Tôi nghĩ rằng sự tự tin này đã mang lại một kết quả tốt cho tôi. Khi có một khối u di căn 3.8cm đến bạch huyết gần thận, tôi đã đi cấp cứu 11 lần do nhiễm trùng và những cơn đau do nhiễm trùng thận. Chân trái và bàn chân luôn sưng lên nên không dễ dàng để đi bộ. Sau khi uống Nature Medic Fukoden, cảm giác sưng phồng ở chân đã giảm nhẹ và mệt mỏi đã mất. Tôi đã có thể ngủ giấc sâu, cảm thấy ngon miệng hơn, tiêu hóa được tốt hơn, do đó cơ thể thấy khỏe hơn, da dẻ nhìn tốt hơn, và tôi đã có thể có kiểu tóc đẹp với mái tóc đen và mượt mà hơn. Nếu tôi không biết Fukuden ASCC này, tôi vẫn phải chịu ốm đau và rất đau khổ. Biết được Nature Medic Fukuden này là may mắn lớn đối với tôi và tôi rất hạnh phúc. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đặc biệt đến Nature Medic. Và đó là lời chia sẻ của một trong những khách hàng đã sử dụng qua sản phẩm Fukuden AXCC đến từ công ty Nature Medic. Và một lần nữa quý vị ơi, nếu như quý vị nào đang có những câu hỏi thắc mắc, quý vị có thể gọi điện vô ngay số điện thoại ở góc dưới màn hình. Và Tina ơi, số điện thoại là gì đây? Dạ, 1888 998 9788. Và Tina xin nhắc lại là số điện thoại là 1888 998 9788. Và hoặc quý vị có thể tìm hiểu thêm trên trang mạng thông tin qua là www.naturemdc.com. Vâng, và đó là cảm ơn Tina rất là nhiều. Ngày hôm nay đã chia sẻ rất là nhiều những cái thông tin bổ ích về sản phẩm Fukuden AXCC. Và kính thưa quý vị, sản phẩm Fukuden AXCC này cũng đang được bán với rất nhiều những cái đại lý ở California. Và một lần nữa, nếu như quý vị đang tìm những cái thông tin hoặc là có những cái câu hỏi thắc mắc, và quý vị muốn biết được rằng có bao nhiêu đại lý nào ở California có thể giúp cho quý vị tìm mua được sản phẩm này, xin quý vị hãy gọi ngay cho công ty Nature Medic với số phone đó là 1-888-998-9788. Và đây là số phone dành cho người Việt Nam của chúng ta, nên quý vị hoàn toàn yên tâm sẽ có được những lời tư vấn bằng tiếng Việt quý vị nhé. 1-888-998-9788. Đến đây thì Tina cùng Phú Tài xin gửi lời chào tạm biệt và xin chúc cho quý vị có một ngày giữ được sức khỏe thật là nhiều cùng với Fukuden AXCC. Tôi là một người dược sĩ và cũng là bệnh nhân. Nhưng thật không may, vào năm 2005 thì tôi đã phải thay thận. Đó là khoảng thời gian rất khó khăn, không chỉ đối với riêng tôi
mà còn là khoảng thời gian mà người thân của tôi phải gánh chịu rất nhiều cơ cực. Tôi ước chi nếu như lúc đó tôi đã có thể tìm được một sản phẩm tốt như Nature Medic for Croydon, thì tôi đã không cần phải thay thận rồi. Nature Medic for Croydon, món quà sức khỏe từ thiên nhiên. Sản phẩm Nature Medic for Croydon hiện nay đang có bán trên nhiều đại lý. Gọi ngay để biết thêm thông tin chi tiết 888-998-9788. Xin gọi Suvon Healthcare 3005 Suvon Grip phòng 208 San Jose 408-528-8399 1888-297-1997.